Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn ta chữa cái bài số 68 liên quan đến phần xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ. Bài số 68 này cho tam giác ABC và điểm M, quý hãy xác định các điểm D, E, F sao cho MD thì bằng MC cộng AB. Chắc là cái này khá là dễ đúng không? Đó. Cái này thì thầy nghĩ là nó dễ quá rồi, bài này rất là dễ, dễ hơn những bài trước. Bài phía trước nó khó hơn chút. Ra này. Xác định điểm DEF sao cho MD bằng MC cộng với AB. Đúng không? ME bằng MA cộng BC rồi MF bằng MB cộng với CA thì thực chất thì chúng ta cứ chèn điểm thôi. Đúng nhỉ? Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có gì? MD MD bằng MC cộng với AB. Đó. MD thì bằng MC cộng với AB cho tam giác ABC. Đây xác định điểm gì? Điểm D đúng không? Đó. M là điểm tùy ý thì đơn giản quá rồi. Bài này thì không có gì phải bàn cả. Bây giờ M điểm tùy ý tức là mình sẽ mất điểm M. Đây chúng ta sẽ chèn điểm gì? Điểm C vào đây chẳng hạn. Đúng không? C vào đây thì ta có CD. Đấy. Thì sang ra luôn. Có gì đâu. Chèn luôn điểm gì? Nghệ thuật chèn điểm. Từ đấy tương đương với chèn cái điểm C vào bên này. Đó. Để triệt tiêu mất MC. MC. Hoặc ta đổi. Hoặc là chuyển vế đổi dấu thì cũng được thôi. Nha. MC cộng với gì? CD. Thì bằng MC cộng với AB. Thì nó hoàn toàn giống như là ta đổi dấu này, à chuyển vế đổi dấu này, à, giống như hoàn toàn giống như là MD trừ đi MC bằng vectơ AB. Thì cái này chúng ta sẽ sử dụng là hiệu của hai vectơ đúng không? Thì MD trừ MC thì ngọn trừ gốc thì đương nhiên ta có sẽ có vectơ CD thì bằng vectơ AB. Đúng không? Thì đây thế thôi, triệt tiêu thì chúng ta sẽ có CD bằng vectơ AB. Nói tóm lại là nó cũng như nhau cả đúng không, nó cũng chỉ có ba hai cái tương đương thôi hay là ba dọc. Vậy thì CD bằng AB dễ rồi, ta vẽ tam giác ra ngay, chắc chắn cái thằng này tạo thành một cái hình bình hành, ok chưa? CD bằng AB chắc là tương đương những cái thằng này cũng thế thôi nha. Đấy. Và ở đây chúng ta thấy là cái thằng DEF này không phụ thuộc M thì đây nhìn chả có cái điểm M đâu thì chắc chắn là không phụ thuộc M. Đầu tiên là thấy không phụ thuộc M. Thế là suy ra luôn thôi. Vẽ cái tam giác vào đúng không? Tam giác ABC đi. Tam giác ABC để dễ hình dung thôi. A đây. B đây. C đây. CD bằng AB. AB. CD. CD nó chữ này. Mình vẽ cái hình bình hành. Phát. Đó. Đây là cái điểm D của chúng ta. Điểm D, đó CD bằng vectơ AB. Đấy. Hay từ đấy suy ra luôn điểm gì? Điểm D. À, điểm D. Tạo thành bình hành đi. Là AB DC, ABDC. A, B, D, C. Nói tóm lại, vẽ hình ra thì dễ hình dung nhá. Để đặt điểm cho đúng nhá. A, B, D, C nhá. Không cứ A, B, C, D là hơi hỏng đấy nhá. A, B, C, D nó lại lên trên lại khác đấy. Rồi, tiếp tục ý thứ hai. Là ME bằng bằng MA cộng với BC nó cũng tương tự thế thôi nha. Hoàn toàn thế, chuyển vế đổi dấu hoặc là chèn điểm, chèn A vào đây. Đấy, ta có MA cộng với AE thì bằng MA cộng với thằng BC. Tương tự nha, tương tự. Thì ta có AE bằng BC. AE mà bằng BC thì BC đây, AE thì đây. Thì E nó nằm chỗ này. Đấy, mình cứ đánh dấu E đây.
đúng không? E nằm đây. Thì từ đấy suy ra điểm E tạo thành hình bình hành ở đây nhá, AE đúng không? AE thì bằng BC, chọn rồi. Thì E phải nằm đây. E nằm đây thì AE mới bằng BC vector được. Cùng hướng mà, đây cùng hướng. Thì bình hành là A B C E, A B C E đó, A B C E. Tương tự cho cái thằng MF nhá. Tương tự thôi. Tương tự cái thằng MF bằng MB cộng với thằng CA. Đó, tương tự nhá. Và đây chúng ta thấy ngay là chứng minh rằng DEF nó không phụ thuộc vào điểm M thì đương nhiên rồi. Chúng ta nhìn này, nó cố định luôn, đúng không? Tạo thành bình hành ABC này cố định thì D và EF nó sẽ cố định, được chưa? Thì cái chỗ này thôi. Đó. Nhìn thấy ngay, đúng không nhỉ? Đó. Ok. Và thực chất thì chúng ta thấy là cái thằng chắc là cái điểm mà cái điểm F nó sẽ nằm điểm 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 F nó sẽ nằm đây, tên là E đây. Đó, E đây. Đây điểm E. Cái điểm F nó sẽ nằm bên này. Đó. Cái điểm F đây. Đấy, chưa? Đây tạo thành tam giác DEF và có ABC lần lượt là trung điểm của cạnh A là EF này, đó. Chưa? Tương tự là như vậy, chắc chắn là như thế. Rồi. Ok. Đấy. Điểm F thì đương nhiên là thằng này ABC cố định thì thằng này EF DEF nó cũng cố định, nó không phụ thuộc vào cái điểm M. Thế là ý A của chúng ta, ý B. So sánh hai vectơ MA cộng MB cộng MC với MD cộng ME cộng MF. MA cộng MB cộng MC. Thì chắc là cái thằng này nó sẽ liên quan đến trọng tâm đúng không? MA cộng MB cộng MC thì bằng 3 lần gì? MG mà ba cái hai cái thằng này chắc chắn là cùng trọng tâm rồi. Đó, trung điểm mà cùng trọng tâm. Đấy. Rồi so sánh hai cái thằng này sẽ bằng nhau này. Thực ra là ở đây chúng ta thấy ngay F ở đây đúng không? Vậy IA như thế nhá. Thì mình gọi ở đây mình phải chứng minh được nó cùng trọng tâm. Đó. Cùng trọng tâm thì mới được. Không thì chúng ta sẽ như thế nào đây? Xem có liên quan gì đến cái thằng có một cái thằng nào mà để nó so sánh được, chắc chỉ trọng tâm G đấy là so sánh đẹp nhất. Đấy. Đã là như vậy, xem nó so sánh nha, thế nào nha. Tức là sang IA này chúng ta phải làm lốt cái chỗ này một chút này. Chỗ này thì chắc chúng ta tương đương một tí xíu nó giống thế thôi. Chèn cái điểm điểm B vào đây đúng không? Chúng ta sẽ có cái thằng MB MB cộng với thằng BF thì bằng MB cộng với CA đó. Chúng ta sẽ tương đương với BF thì bằng CA đó. Ok, thì đến đây thì mình sẽ như thế nào? Mình chắc chắn là nó sẽ liên quan đến điểm ở ở trên cái IA này rồi. Đấy, chúng ta sẽ so sánh này. Thế bây giờ mình sẽ có là muốn cái thằng MD, ME, MF thì ta sẽ chèn đây, ví dụ ta từ cái thằng nha ta có đây. Ta có đi. MA thì bằng mình chèn cái điểm mà mình muốn có là M M gì? MD chèn điểm BD vào đây được. Cộng DA. Đúng nhờ? MA thì chèn bằng MD. Được chưa nhờ, xem là liệu có áp dụng được cái trên không? Cho hai cái thằng nó sẽ ở đây xem nào. Chắc là chèn vào chúng ta sẽ quay vòng sử dụng cái thằng AE này bằng thằng BC rồi BF bằng CA và thế nào đó là chúng ta sẽ có MD cộng DA
Cứ xem nhá, bằng MD này cộng với thằng DA này. Rồi. Tiếp tục. M MB thì bằng chèn điểm ME đi. ME hay là sao chèn điểm A vào đây nhỉ? A có rồi đúng không? Chèn điểm B, MB cũng B, BA. Khả năng BA này hay hơn nhỉ? Đúng rồi, khả năng BA này sẽ làm tới thành vòng tròn luôn, là đẹp luôn đấy. Đúng không? Khả năng chèn lên điểm B vào đây, mà B à đây làm gì có B, D thôi chứ. DEF thôi mà. Ok, bắt buộc phải thế thôi, ME cộng với thằng EB. Rồi. Rồi M C thì bằng MF cộng với thằng F gì? FC. Rồi ok. Thế thì chúng ta thấy là như sau. Cộng vào với nhau. Cộng vào cộng với đúng không? Thì ta sẽ có này. Cộng với ta có MA cộng với MB cộng với MC thì bằng MD cộng với ME cộng với MF rồi cộng với DA cộng với EB cộng với FC. Đó. Được chưa? Đấy, được chưa nhỉ? DA, DA thì bằng gì? DA thì có phải là bằng chỗ này này, ta lại có này. Nếu như ta nhóm dấu trừ ra ngoài thì thôi được cả đó đi. AD này. AD thì sẽ bằng AD thì bằng AB cộng AB cộng với thằng AC đúng không? Tương tự này. EB BE BE thì bằng nào? BE thì bằng BC cộng với thằng nào? BA. Đó. Rồi tiếp tục thằng FC, ACF. CF. CF ấy. CF thì bằng CA cộng CB. Đó. Được chưa? Người ta thấy cộng ba thằng này vào với nhau chắc chắn một vectơ không, chỉ tiêu hết mà AB với BA, ABC với CB, CA với AC thì hai thằng này từ đấy. Ô à đúng rồi, chuẩn 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 đó. Đấy, ta lưu ý như vậy thì chúng ta sẽ có, hoặc là mình tương tự thằng này trung điểm thôi rồi làm lại được. Ok, từ đấy suy ra AD cộng với BE cộng với CF bằng AB cộng với BA cộng với AC cộng với CA cộng với BC cộng với CB hay bằng vectơ không. Vậy thì từ đấy suy ra tiếp đúng không? Suy ra tiếp là gì? DA cộng với BE, EB. Cộng với FC. Cũng bằng vectơ không? Đúng không? Vậy thì thằng này từ đấy suy ra thằng này là vectơ không đúng không? Thì suy ra luôn là MA cộng với MB cộng MC thì bằng AD AM MD MD cộng với ME cộng với MF. Được chưa nhỉ? Đó.
Thì thực chất là như vậy, nhưng mà cũng không sử dụng đến IA mấy nhỉ. Đúng ra nên ta phải làm nào để sử dụng IA cơ, để tí quan sát xem có cách nào là hay hơn không, để xem có cách nào là hay hơn không nha. Thử xem nào. Ok, đây nếu như ta áp dụng cái thằng trên nhá, cái thằng IA này thì ta sẽ chắc không lằng nhằng như thế. Thì ta sẽ biến đổi thằng sau này. Đây, thầy sẽ sử dụng cái thằng IA cách 2 đi, mình cứ cho cách 2 đi. Cách này thì khá là dài đúng không? Mình giả sử cho đây cách 2. Mình áp dụng cái IA nhá. IA thì ta sẽ có là gì? Cái thằng CD thì bằng AB đúng không? CD. Mình có cái thằng CD là bằng AB này, vectơ AB là một này. Rồi cái thằng nào nữa? Thằng AE thì bằng BC. AE. AE thì bằng BC này. Rồi cái thằng BF thì bằng CA. Đó, mình thấy quay vòng đó, BF thì bằng cái thằng CA. Đó, chúng ta nhìn quay vòng một đường tròn AB này, BC, CA này. Thế thì chúng ta sẽ biến đổi thằng đằng sau về thằng trước cơ. Thì ta có này, thì ta có đây. Cái thằng MD ấy, cộng với ME này, cộng với thằng MF thì bằng, mình có cái thằng D ở đây đúng không, là muốn thằng CD thì mình phải chèn cái thằng C ở đây, đây có MC mà đúng không, thì chèn điểm C vào đây này, đây chèn điểm C vào đây, chèn điểm C vào đây. Thằng này thì chèn điểm gì, có BF, muốn có BF đúng, BE, AE đây có E mà, AE thì đây chèn điểm A chỗ này vào, còn đây là BF thì đây chèn điểm B vào đây. Đó, thì chèn đây thì ta có MC cộng với CD rồi cộng với MA cộng với AE đó cộng với MB cộng với BF. Đó, ta sẽ khả năng sẽ nhanh hơn. Và chúng ta sẽ bằng này MA này cộng với MB này cộng với MC này, ok đúng không? Rồi thằng CD cộng với này CD thì cứ viết CD đã, cộng với AE cộng với gì? BF. Được chưa? Đúng ra chỗ này ta chèn luôn từ đấy suy ra này. Suy ra là CD này cộng với AE này. Mình chèn trên dễ nhá, dọn đường trước đi đúng không? Cộng với BF này thì bằng có phải là AB cộng với BC cộng với CA. Đó, thì quay vòng đúng không? Về đến điểm đầu em bằng vectơ 0. Đó. Thì chỗ này là vectơ 0. Nhanh hơn khá là nhiều đúng không? Không biết tư không? Vậy thì đương nhiên từ đấy suy ra MD cộng với ME cộng với MF thì bằng MA cộng MB cộng MC. Đó, nói tóm lại như vậy. Thì mình dùng cái kết quả của IA thì áp dụng ý B thì nó sẽ nhanh hơn đây đúng không? Đây đấy thì khá là lằng nhằng. Trình bày lằng nhằng quá đúng không nhỉ? Rồi đấy là cách số 2, bài số 68. Ok chưa?